Sáng ngày 1 tháng 2, Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024 và trao huy hiệu Đảng. Dự họp mặt có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Đỗ Thị Lan Chi, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các ban xây dựng Đảng của tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy, các đồng chí nguyên là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ Thành ủy qua các thời kỳ, bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đoàn thể thành phố và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường xã trên địa bàn thành phố. Phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 94 năm qua và tinh thần cần cù lao động góp phần xây dựng tỉnh nhà của cán bộ và nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định: năm 2023 vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nổi bật, các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Đảng bộ thành phố Phan Rang Tháp Chàm phấn khởi bước vào năm mới, khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu và phương hướng phát triển năm 2024. Quán triệt phương châm hành động, đoàn kết kỷ cương, tăng tốc quyết liệt, linh hoạt sáng tạo, hiệu quả. Tiền hô hậu ủng, nhất hô ba ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Quyết tâm khai thác tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại 2, hướng đến nâng cao một số tiêu chí của đô thị loại 2, đạt chuẩn đô thị loại 1, tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại dịch vụ, tăng cường triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ thành phố phát triển kinh tế xã hội, chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố thật trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã phát động thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh năm 2024. Tại buổi họp mặt, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao huy hiệu từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng cho 9 đồng chí.